Cách giới siêu giàu tiêu tiền, nhà tài phiệt chi gần 5.000 tỷ đồng cải tạo cả một hòn đảo vì đam mê nghệ thuật. Vung tiền không tiếc tay để sở hữu loạt kiệt tác của Picasso, Leonardo da Vinci. Du khách sẽ phải chi tới gần 50 tỷ đồng nếu muốn thuê chọn gói khu nghỉ dưỡng trên đảo. Chính vì vậy, chỉ những tỷ phú mới có thể đặt chân lên hòn đảo này. Hòn đảo nghệ thuật 5.000 tỷ đồng. Theo trang Logo Cousin, tỷ phú người Nga Dmitry Ziplova đang cải tạo hòn đảo nhỏ bé sở cơ Pì -Âu của Hy Lạp thành thiên đường xa hoa với 200 triệu USD, khoảng 5.000 tỷ đồng. Hòn đảo rộng 200 mẫu Anh là nơi cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jacqueline Kennedy kết hôn với Aziz Sở Tốt Ông chủ vận tải biển Hy Lạp và sau đó là chủ sở hữu của Sở Cơ Pì -Âu vào năm 1968. Sở Cơ Pì -Âu sau khi cải tạo sẽ được đến là đảo nghệ thuật của Zip Khu nghỉ dưỡng cực kỳ sang trọng trên đảo không chỉ là nơi ở cho giới siêu giàu, mà còn trưng bày tác phẩm của các nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20 trong lĩnh vực kiến trúc và điêu khắc. Khu phức hợp VIP là nơi khách đến có thể sử dụng các dịch vụ trẻ hóa hay trẻ hóa trong spa. Hòn đảo nghệ thuật độc nhất vô nhị này còn sở hữu một trung tâm hội nghị, sân bóng đá, trung tâm cưỡi ngựa hấp dẫn dành cho các tỷ phú yêu thích bộ môn này. Những doanh nhân sở hữu siêu du thuyền cũng có thể cập bến tại bến cảng rộng lớn trên sở Dự kiến, hòn đảo nhỏ bé này của Hy Lạp sẽ đón những vị khách giàu có và yêu nghệ thuật. Sở cơ cũng đưa du khách đến gần với thiên nhiên hơn khi có cả một trang trại, một vườn nho cùng, một hội trường cung cấp các hoạt động giải trí. Hòn đảo rất thuận lợi để khách VIP di chuyển bằng máy bay trực thăng. Gia đình tỷ phú Zip Lâu và có kế hoạch sử dụng Sở cơ để ở trong một số dịp, còn gần như sẽ cho thuê để khách du lịch đến thăm. Sở cơ chỉ đón không quá 50 khách để có được trải nghiệm tốt nhất. Chi phí chỗ ở tối thiểu sẽ từ 1 đến 2 triệu USD mỗi tuần nếu thuê toàn bộ khu phức hợp. Ông chủ cũ Chelsea Roman Abramovic và Binget cũng từng muốn mua hòn đảo này, nhưng Zip Lâu và đã đánh bại tất cả và mua sở cơ PO theo hợp đồng thuê 99 năm với giá 150 triệu USD vào năm 2013. Tỷ phú có đam mê xa xỉ với nghệ thuật. Tỷ phú Dimitri Zip Lâu và xuất thân là bác sĩ tại Viện Y Khoa Pơ, nhưng sau đó dễ hướng kinh doanh. Diệp Lâu và sở hữu khối tài sản dòng khổng lồ 6,7 tỷ USD là nhà đầu tư và chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá AS Monaco. Sự giàu có của tỷ phú người Nga đến từ việc sản xuất phân bón và bán cổ phần cho các nhà tài phiệt khác vào năm 2010. Diệp Lâu và chuyển đến Monaco cùng năm đó và sống tại căn hộ Pen Haula Belle Epoch trị giá 300 triệu USD. Ông sở hữu một bộ sưu tập nghệ thuật vô cùng xa xỉ mà bất cứ người yêu nghệ thuật nào cũng mong muốn. Người đàn ông này đã chi gần 1 tỷ USD cho bất động sản ở châu Âu, bao gồm đảo sở của Hy Lạp. Tỷ phú này đầu tư 2 tỷ USD, khoảng 47.000 tỷ đồng vào 38 tác phẩm từ các họa sĩ danh tiếng Leonardo da Vinci và Pablo Picasso. Bộ sưu tập nghệ thuật phong phú của ông cũng bao gồm các tác phẩm khác như tranh khỏa thân của Amido, Moni và hoa loa kèn nước của Claude Manit. Một trong những bức vẽ hoa loa kèn nước của Claude Manit, tác phẩm Lederman Diaham. Zip và từng trả 43,5 triệu USD cho tác phẩm Leatherman Diaham của Mazit, sau đó bán giá thấp hơn nhiều cho hãng đấu giá nổi tiếng xa thơ BJ. Ngoài ra, bộ sưu tập còn có cả tác phẩm của nhà điêu khắc Jordan, nghệ sĩ vĩ đại bậc nhật lịch sử điêu khắc mang tên l e và các bức tranh của Gaguin, Picasso, Gine Mazit và Mark Rothko. Bên cạnh đó, nhà tài phiệt 56 tuổi này đã bán rẻ một số tác phẩm sau khi kiện nhà buôn nghệ thuật Ibuvia. Bức Otahi của họa sĩ Poga guin được mua với mức giá đáng kinh ngạc 120 triệu USD, nhưng chỉ thu lại 50 triệu USD khi bán. Bức Waterling đình 2 của họa sĩ theo trường phái tượng trưng Gót Ta trị giá 183,8 triệu USD cũng giảm xuống còn 170 triệu USD. Zip là tỷ phú đứng sau thương vụ bán bức tranh sàn mandi của Leonardo da Vinci với giá kỷ lục 450,3 triệu USD. Hoàng tử Ả à Rập Sâu đi bắt dây bin Abel đã thắng thầu với tư cách là người trung gian cho thái tử Mohammed bin Salman. Ngoài bộ sưu tập nghệ thuật đồ sộ, Diếp còn sở hữu siêu du thuyền Anna được coi là kiệt tác của biển cả, cũng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Con tàu này được đặt tên theo con gái tỷ phú, trị giá 250 triệu USD với 22 phòng ngủ trong 9 cabin đầy đủ tiện nghi được phục vụ bởi thủy thủ đoàn 32 người. Điểm nổi bật của siêu du thuyền này là sảnh khách trên cao, nơi tỷ phú này có thể ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục từ ban công ngoài trời rộng lớn. Ông trùm phân bóng Nga cũng sở hữu một máy bay phản lực tư nhân Airbus A319CJ, một du thuyền cờ lắp sở World 125 mang tên sở cơ theo tên hòn đảo của Hy Lạp cùng các bất động sản ở Florida, Hawaii, thành phố New York, Monaco. Dimitri Ziplow và từng mua một căn hộ mây xanh ZL 18 phòng ngủ ở Palm Beach, Florida từ Donald Trump với giá 95 triệu USD vào năm 2008 và một bất động sản 20 triệu USD từ nam diễn viên Will Smith vào năm 2011.